Là một trong những chung cư cấp D, cấp nguy hiểm có thể sập bất cứ lúc nào. Từ năm 2017, thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định di dời khẩn cấp các hộ dân sống tại chung cư 440 Trần Hưng Đạo, quận 5. Tuy nhiên, sau nhiều năm thì việc di dời vẫn chưa được thực hiện do chế độ đền bù chưa thỏa đáng. Căn hộ 16m2 tại chung cư 440 Trần Hưng Đạo, phường 11, quận 5 này là nơi cư ngụ gần 60 năm nay của ba chị em bà Nguyễn Trân. Chật chội, nóng bức, lo sợ vì nhà xuống cấp, nhưng bà Trân và rất nhiều hộ dân đang sinh sống tại đây vẫn bám trụ, không di rời. 130 mấy năm rồi đó, 136 năm đổ lại, nhưng mà xuống cấp rồi, mùa mưa là nó sẽ bị dột, giờ còn nắng nôi thì giờ này nó nóng lắm, tại vì nhà nước chưa có ra cái giá đền bù cho dân, không có thỏa thuận, giờ thành thử là họp hoài tới giờ dây dưa chưa có đi được. Căn hộ của tôi ở dưới đất và cuộc sống của tôi hiện nay, nguồn thu nhập của tôi rất là ổn định như thế, mà bây giờ tự dưng là đưa tôi đi lên đó là trên lầu là mười mấy mà cũng không có một cái động thái nào và cái giải thích nào và có những cái chế độ nào đó để coi như là cho tôi biết cụ thể cái quyền lợi của tôi như thế nào cũng không có. Trước đó tại buổi giám sát về chương trình nhà ở do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, ông Trần Hoàng Quân, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết công tác di dời cải tạo chung cư cũ trên địa bàn đang gặp rất nhiều khó khăn. Riêng với chung cư 440 Trần Hưng Đạo, quận 5 này, thành phố vẫn đang vận động người dân thực hiện tạm cư và thỏa thuận phương án đền bù. Vừa rồi có trao đổi với quận 5 thì hiện nay một số hộ dân họ cũng chưa đồng ý là ra khỏi đó, mặc dù là cái nguy cơ sụp đổ rất cao, thì hiện nay là cũng đang phối hợp để vận động tiếp tục để đưa những người dân đến cái nhà tạm cư mà mình đã có sẵn để mình thực hiện cái chỉnh trang cái chung cư cũ này. Chúng tôi bà con ở đây cũng không đòi hỏi cái gì hơn ngoài cái gọi là phải có một cái chính sách đền bù cho thỏa đáng đối với bà con chúng tôi, thì lúc đó chúng tôi mới chấp nhận rời khỏi ra đi. Ngoài chung cư 440 Trần Hưng Đạo, phường 11, quận 5, hiện thành phố Hồ Chí Minh còn có 13 chung cư thuộc cấp D cần di dời cải tạo khẩn cấp. Tuy nhiên tới nay, việc di dời cải tạo này chưa thực hiện được do vướng các thủ tục chính sách, đặc biệt là phương án đền bù bố trí tái định cư.